Năm mới, trong 3 ngày Tết Nguyên đán, thủ đô Hà Nội đã đón gần 190.000 lượt khách, tăng gần 20% so với Tết năm ngoái. Ngay từ đầu giờ sáng, chùa Trấn Quốc đã thu hút rất nhiều lượt khách ghé thăm. Còn tại đền Quán Thánh, một trong tứ trấn Thăng Long, triển lãm ảnh tư liệu về quá trình hình thành của di tích lịch sử này cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích của đông đảo du khách. Không chỉ thu hút người dân thủ đô, các đền chùa lớn ở Hà Nội còn thu hút nhiều người dân ở các tỉnh lân cận đi du xuân đầu năm. Em quyết định đầu năm cùng gia đình đi lên đây tham quan ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội và cầu bình an sức khỏe. Lần đầu tiên đến đây con thấy ở đây rất là đẹp và thiêng liêng. Con cầu mong sẽ được học giỏi, nghe lời bố mẹ và luôn luôn được điểm cao trong học tập. Tại bãi đá sông Hồng, nơi có không gian rộng rãi thoáng đãng cho trẻ em chạy nhảy vui chơi, thu hút rất nhiều gia đình có con nhỏ. Lượng khách tăng cao vào buổi chiều, gấp nhiều lần so với buổi sáng. Đã thành truyền thống, gia đình con cháu bà Thanh ở Hà Nội nhiều năm Tết đến đều chọn lựa khu vực ven sông Hồng để vui chơi, đón xuân trong lành. Con rất thích chụp ảnh cùng với cả bà và gia đình tại vì đây là có khung cảnh đẹp. Tôi rất thích cái khung cảnh ở đây, nó thoáng đãng rồi cây cỏ hoa lá các thứ này là một năm mới thì là mong là mọi sự tốt lành đến với gia đình. Do lượng khách đông nên giao thông tại một số đền chùa lớn có những lúc ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng luôn túc trực, phân luồng kịp thời để đảm bảo giao thông cho người dân di chuyển thuận lợi. Những điểm tham quan và những điểm đền chùa lớn tại Hà Nội dự kiến là sẽ còn tiếp tục thu hút một lượng lớn tới hàng nghìn du khách trong 2 ngày nghỉ Tết còn lại. Lễ hội bơi trải đền chùa Ngọ Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã diễn ra vào ngày hôm nay với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức vào mùng 3 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Sau lễ rước nước tri ân công đức của các vị thành hoàng làng đối với dân, với nước, các đội bơi sẽ bước vào phần thi bơi trải. Đây cũng là dịp để gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thưa quý vị, Tây Nguyên là nơi sinh sống của 53 dân tộc anh em. Ở Đại Ngàn Tây Nguyên thì Tết đến xuân về còn là mùa của nghi lễ và các lễ hội truyền thống. Vì lẽ ấy mà không khí vui Tết ở mảnh đất này thể hiện nét văn hóa đặc trưng trong đa dạng của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đây là nghi thức cúng sức khỏe của đồng bào ED ở xã Yên Sinh, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Với cái ý nghĩa là cảm ơn các vị thần linh đã che chở cho cả buôn làng trong một năm qua và cầu chúc cho một năm mới có thật nhiều sức khỏe, buôn làng làm ăn phát đạt. Những người tham gia cúng sức khỏe sẽ được mời uống rượu cần và đeo vòng đồng may mắn. Phong tục có từ ngàn đời nay này là một trong những cách đồng bào ED chào đón năm mới. Cũng là dân làng á, theo Tết mà theo xuân á, cho nên là mong dân làng là khỏe, cho dân làng ăn này, no này, được hạnh phúc này, được học hành này. Sự đa dạng sắc màu văn hóa đã thu hút rất nhiều du khách gần xa đến với các buôn làng Tây Nguyên, cùng hòa nhập vào nền văn hóa bản địa trong những ngày đầu năm mới. Mình trải nghiệm được cái rượu cần, cái điệu nhạc truyền thống. Mình tưởng là ngày xưa là mình tưởng thất truyền rồi, nhưng mà bữa nay mình đã cảm nhận hòa vào trong đây. Những món ăn đặc sản của núi rừng theo kiểu mùa nào thức ấy cũng được chuẩn bị thịnh soạn để tiếp đãi du khách. Càng về đêm, thanh âm cồng chiêng và điệu múa xoan càng rộn rã. Với nhiều buôn làng ở Tây Nguyên, vui Tết nghĩa là được đón chào nhiều vị khách đến tham quan tìm hiểu và hòa nhập vào văn hóa của dân tộc mình.